Hello, chào mọi người đã đến với kênh của em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về cái sản phẩm kem trắng da của công ty Huỳnh Đỗ nha. Một hộp như thế này là 190.000 và 30g. Chị em mình sử dụng khoảng 3 tháng mới hết một hộp như thế này. Trong hộp như thế này sẽ tặng một chai serum mini. Và cái này là công dụng chính của nó, làm trắng da, đều màu da, ngăn ngừa lão hóa, giảm các vết mụn thâm do mụn và các vết nám nhẹ, tàn nhang nhẹ nha chị em mình ơi. Bây giờ em sẽ mở cái hũ kem ra cho chị mình xem. Thường thì bên ngoài nó sẽ có một lớp tem chống hàng giả, bên vỏ bọc và một cái vết tem bên trên hộp nữa nha chị em mình. Đây, thông tin về công ty rất là rõ ràng, mã vạch. Cái này hàng chính hãng công ty luôn, nên chị em mình cứ yên tâm sử dụng. Đây à, đây là chai serum, cái chai serum mini được tặng nha chị em mình. Mình sẽ sử dụng một lớp serum mini lên trước, sau đó mình sẽ sử dụng một lớp kem lên cho chị em mình ơi. Bên trong thì nó cũng có một hướng tấm hướng dẫn sử dụng nhỏ như thế này. Và hũ kem bên trong đây chị em mình ơi. Sử dụng hũ này khoảng 3 tháng mới hết một hộp như thế này. Đây, chất kem bên trong là chất kem đặc, nhưng mà khi thoa lên da của mình nó sẽ không có thấy dòng kem, cho nên chị em mình cứ yên tâm nha. Chào mọi người và hẹn gặp lại. Em sẽ ra thêm nhiều video, mong mọi người sẽ ủng hộ kênh của em nha.